Giả sử là các bạn đã cài auto hotkey, thì các bạn tải thêm file mà mình đã để dưới phần mô tả. Sau đó các bạn giải nén nó ra. Bên trong folder giải nén thì sẽ có thêm 3 file nhỏ nữa. Sau đó các bạn hãy tạo cho mình một cái tab chat. Bên trong tab chiến thì đoạn tấn công của bạn và đoạn tấn công chiến mạng của bạn. Kích thước chữ 16. Chữ của đoạn tấn công nên để màu đen. Và đoạn tấn công chiến mạng nên chọn một cái màu sáng hơn. Sau đó các bạn đặt tab ở một cái vị trí mà bạn muốn. Kích thước của tab chỉ nên giới hạn ở 4 dòng hoặc 5 dòng. Sau đó các bạn mở cho mình file macro các bạn vừa tải về. Chạy dưới quyền admin, các bạn tìm cho mình file macro các bạn vừa chạy ở dưới thanh taskbar. Chuột phải vào file và chọn edit script. Sau đó các bạn sửa cho mình đường dẫn của file filetext.ahk như sau. Lũ file này lại. Sau đó các bạn chạy file capture thing dưới dạng nguyên admin. Bên trong file các bạn ấn vào nút capture. Sau khi ấn vào nút capture thì trên con chuột của bạn sẽ có thêm một cái khung màu đỏ. Các bạn di chuyển chuột đến dòng chi mạng của Cyclone bên tab chat. Và sau đó ấn chuột phải, trên màn hình của các bạn sẽ xuất hiện thêm một cửa sổ mới. Các bạn sử dụng các nút L, U, R, D để thu nhỏ chữ Cyclone chỉ còn lại một chữ C. Sau đó các bạn chọn vào tab Color của cửa sổ mới. Chuột trái vào thân của chữ C, Similarity các bạn nên để ở 80-95. Sau đó các bạn nhấn nút Add và nhấn nút OK. Sau đó các bạn chọn vào nút Get Range và tô cái phần mà macro sẽ đọc. Các bạn sử dụng Test để chắc chắn rằng macro của bạn chạy đúng. Các bạn nên thử chức năng này ở những điều kiện khác nhau như khi Cyclone của bạn không có chi mạng. Khi chữ Cyclone không chi mạng nằm dưới nền sáng. Và khi chữ Cyclone chi mạng nằm dưới nền sáng. Nếu có vấn đề gì thì các bạn hãy quay về chỉnh phần Similarity lúc nãy. Sau khi test xong thì các bạn copy phần mã ở sau dấu lớn và trước dấu đóng một kép. Các bạn đem thay thế nó ở dòng số 9 của file macro. Các bạn áp dụng cách làm tương tự với Luna Slash.
Ở đây các bạn sẽ đem thay thế nó ở giọng số 10. Sau đó các bạn sẽ sửa phần range ở giọng số 80 và 95. Range là 4 số đầu tiên của giọng đó. Các bạn quay về cửa sổ Capture, copy ô có 4 chữ số ở dưới ô Get Range và sau đó thay thế 4 chữ số đầu tiên của dòng 80 và 95. Sau đó các bạn lưu file và reload lại file ở dưới thanh taskbar. Các bạn vào game để thử macro. Macro sẽ gồm hai nút bên cạnh chuột. Nút dưới sẽ là macro R-Tab-T và nút trên sẽ là macro R-Tab-T.